Và em nghĩ là bạn ấy đến vì ai, đến vì những người nào? Dạ. Khoanh vùng thôi. Nếu mà em biết hiểu tính của Fanny, vì hai người cũng là bạn thân, tham gia rất là nhiều dự án cùng nhau, hỗ trợ cho nhau trong công việc. Em nghĩ là Tuấn Dương. Tuấn Dương. Dạ. Tại vì Fanny mê Tuấn Dương lắm. Kiểu đôi lúc mà, tại vì bọn em ở chung nhà mà nhà bọn em rất là đông người, bạn bè chơi với nhau từ lâu rồi, là kinh hoàng đang ngồi ăn thôi mà Tuấn Dương nè. Đó, kiểu như vậy. Hèn chi rồi đi xin áo Tuấn Dương nữa. Đi xin lộ liễu luôn chị. Có nghĩa là Tuấn tại Dương cái áo đó đẹp chứ bộ. Sao nó anh mua cho em mà anh đâu có mua à, đâu. Hứa mua áo cho người ta nữa. Phú Thịnh hứa nhưng mà không có mua cho nên em phải xin thôi. À em quên. Quên. Lại quên. Quên. Nói có sách mách có chứng cho chị biết là em muốn tạo cuộc hẹn với ai để đỡ mà nhức cái đầu nữa. Hai. Ê, ông vừa ôn in hết tài sản luôn. Mình là bây giờ là có chín ghế. Chị Trinh ơi. Chị Trinh ơi. Bây giờ mình ôn in phát không? Ôn in anh em ôn in không? Bây giờ mình cá độ với nhau đi. Ôi, ngất xỉu. Vậy thì trái tim của bạn đã mách bảo điều gì khi thấy cô ấy đến đây? Và đây là cơ hội dành cho bạn. 3 Chị muốn nói em một câu như thế này. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì anh hứa bất cứ lúc nào em cần anh cũng sẽ có mặt. Cảm ơn anh. Chúc tụi em trả lời anh. Anh không biết là cái câu trả lời của em nó sẽ là thế như nào. Thế nhưng mà nếu mà em đừng hẹn hò với anh ấy thì anh sẽ giúp em xóa bỏ đi hết những chiếc sừng, những nhầm đau, những chiếc sừng cũ của em. Kiểu bình thường chỉ có những cái sự kiện nào quan trọng lắm thì anh mới nói thôi. Và hôm nay anh đã đứng ngay để bày tỏ tình cảm với em thì em rất là trân trọng. Và em cũng mong là chút nữa em sẽ cho anh câu trả lời được không? Ok, cảm ơn. Cảm ơn anh. Anh nhìn em, anh cảm thấy là cái người con gái này mình phải che chở. Cái người con gái này mình phải vỗ về. Thì kể cả là em có đồng ý với ai chăng nữa thì anh vẫn luôn luôn đứng ở đây. Em thấy được sự chân thành. Và em nghĩ là cái câu trả lời của em, em sẽ để dành một chút nữa em sẽ trả lời được không ạ? Cảm ơn anh. Có một khoảng thời gian á, em lúc nào livestream á, em cũng khẳng định là em không quen. Em không hề quen, nhưng mà mọi người ship rất là nhiều. Em kiểu lúc nào lên cũng khẳng định là mình chỉ là bạn thôi. Nhưng mà kiểu các bạn vẫn lúc nào cũng muốn là hai người phải yêu nhau. Mình cảm thấy rất là áp lực. Và lúc đó thực sự là mình không thể nào vượt qua được. Nói là mình mạnh mẽ nhưng mà dù mạnh mẽ tới đâu thì mình cũng không thể nào vượt qua được những cái tiêu cực đó quá nhiều á. Mình không thể nào thoát ra được. Cái này là giả, cái này cũng giả. Nếu là chị cũng phân vân lắm chứ. Chiếc vlog gọi là lấy hết dũng khí can đảm của mình để học theo chị cả Mai Anh để đến với tỏ tình Hàn Mỹ. Và các bạn hãy đoán xem lần này mình sẽ tỏ tình anh nhé. Và quân sư của mình hôm nay đó chính là đây. Đợi tí đâu quay mà ok đó nguyên nhá. Rồi được chưa? Rồi ta da. Là mình nè. Mình đợi quân sư cho Honey đi tỏ tình mọi người ạ. Ai mượn làm bạn tôi chiến. Bây giờ ông nghĩ thử xem trong 9 chàng trai ngồi ở đây chị nha. Nhìn gương mặt tôi vẫn 9 đi. 9 người. Đó. Ai hợp với tôi nhất? Tôi. Ví dụ như Minh Hưng thì sao?
Sao không được á? Mình thì dễ thương à? Dễ thương mà, nó gì đâu. Mình thì thông minh nữa. Và autist được. Autist chứ mà autist bằng tuổi. Trong Dương hả? Trong Dương dễ thương. Được á, nhưng mà 6 tuổi hơn. Sao có gì con muốn để tại vì Phú Thịnh được chưa? Lớn tuổi hơn, già dặn hơn. Còn ai nữa nhỉ? Sô bù. Chú Chính hả? Chú Chính tả hả? Chú Chính nè. cũng được. Ai nữa? Tiếng Ngọc Hương. Trắng. Tiếng trắng à? Ừ. Ok. Dương cũng trắng. Ô Tích cũng trắng. Có chiều rồi ra. Nhưng mà bây giờ phải đi chuẩn bị đã. Phải đi đăng ký này, xong rồi phải đi chuẩn bị quần áo này. Không biết đăng ký xong có được nhận để lên hoa không ta? No! Chắc là năn nỉ em không được đâu. Ok, bây giờ mình sẽ đăng ký cho Mỹ Hải đi. Này đợi đi quay nhá. À, chỉnh em sáng cái mặt cho nhạc. Sáng chưa? Để tôi phản một cái chán của tôi chiếu lại nhá. Cũng được. Tắt cái đèn flash kìa. Bật đèn flash. Ông bật hình cái gì vậy? Đâu rồi? Facebook đâu? Suy nghĩ kỹ vào nha. Ủa tại sao phải suy nghĩ kỹ? Thì dù sao cũng là lựa chọn của cuộc đời mà. Trời ơi, đâu biết là người ta có dạy mình hay không? Thì vẫn phải chọn sáng suốt chứ. Biết đâu sai lầm thì sao? Thì cứ lựa chọn trước. Sau rồi nếu mà người ta đồng ý ra vậy thì mình bắt đầu tìm hiểu tiếp. Thì nhưng mà tôi cũng có suy nghĩ riêng của mình rồi. Chọn cái người nào kiểu như là mình thân thuộc mà mình quen biết ấy. Kiểu thế, ý là cho nó có sự liên hệ. Chứ thích người lạ hay sao? Người lạ quá thì biết đâu nó lại lạ kỳ quá hay sao? Ủa thì lên đó tìm hiểu và biết. Tại vì tôi follow người ta riêng một mình thì sao? Ví dụ đơn phương follow thì sao? Đơn phương follow thì sao? Nhưng mà cũng phải tự biết là cái tính cách của mình thì không phải ai chịu được. Ủa? Tính cách rất bình thường, không có cái anh trai. Nhanh lên nào. Dạ... Đợi, để đi đã. À đây. Sao nhìn được cái nghiện thông tin mà. Chấm chấm kia kìa nó đi tao. Không biết được mọi người. A few moments later. Xong chưa? Lâu quá. Rồi. Thôi. Ok. Suy nghĩ kỹ nha. Và mọi người muốn biết người mà mình tỏ tình là ai thì nhớ xem hết vlog lần này và nhớ xem tỏ tình Huyền Mỹ nhé. Mang cả vườn hoa lên sân khấu à? Hoa này hoa gì? Hoa này là hoa dạ quỳ đúng không? Cái hoa gì? Hoa đẹp. Đây, con đi mặc cái này đẹp này. Cô gái rực lửa. Là nó có cái ở sau à? Váy. Trời, đấy là cái váy à? Đẹp không? Đẹp không? Kệ ơi, không nói gì à. Cái này là mặc đồ kiểu đúng đỉnh luôn đấy. Ui, kiểu che được cái chán không rồi. Ui, hình giống hoàng tử Ba Tư luôn. Có ai gút vào vừa cho anh không? No! Kể chung giống gọi là thiên nga. Cao này đi với Tuấn Dương rất đẹp ấy.
Có hơi hở không?